Trong một khu rừng nọ, có hai bạn nhỏ chơi rất thân với nhau, đó là dê đen và dê trắng. Hàng ngày, hai bạn thường rủ nhau vào trong rừng để ăn cỏ non và uống nước suối mát. Rồi một hôm, dê trắng đi vào trong rừng một mình. La 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 la. Ôi, cỏ non quá, nước suối mát quá, hôm nay mình sẽ ăn thật là ngon. Bỗng ở đâu đấy xuất hiện một con chó sói gian ác. Hôm nay ta có mồi ngon rồi đây. Nói rồi, chó sói đi đến trước mặt của dê trắng. Dê kia! Sợ quá. Người đi đâu? Em chào anh sói ạ. Em đi tìm cỏ non và nước suối để uống ạ. Thế dưới chân người có gì? Dưới chân em có móng ạ. Thế trên đầu người có gì? Trên đầu em có sừng non mới nhú. Thế trái tim người như thế nào? Trái tim em đang run sợ. Nói rồi, chó sói ăn thịt luôn chú dê. Ngày hôm sau, dê đen cũng đi vào trong rừng. Ôi, hôm nay thời tiết mát quá, cỏ lại non nữa. Hôm nay mình sẽ ăn thật là ngon miệng. Chó sói đang đi ở trong khu rừng bỗng nhìn thấy chú dê đen. Dê đen kia! Ai đây nhỉ? Thì ra là chó sói gian ác. Dê kia, người đi đâu? Ta đi tìm những kẻ chuyên bắt nạt người khác đây. Thế cơ à? Dê đen, dưới chân ngươi có gì? Dưới chân ta có móng bằng đồng. Thế trên đầu ngươi có gì? Trên đầu ta có đôi sừng bằng kim cương. Nghe thế vậy, chó sói cũng hơi hốt hoảng một chút. Thế trái tim ngươi như thế nào? Trái tim của ta đang mách bảo hãy dùng đôi sừng kim cương này đâm vào đầu sói. Nào, sói hãy lại đây. Nói rồi, chó sói chạy thật sâu vào trong rừng. Kể từ đó thì không ai nhìn thấy chó sói gian ác đâu nữa. Vậy là câu chuyện dê đen và dê trắng đã kết thúc rồi. Thông qua câu chuyện này thì các bạn nhỏ đã rút ra cho mình được bài học gì chưa? Còn cô Vân đã rút ra cho mình được bài học gì nào? À, qua câu chuyện này, cô Vân học tập được từ bạn dê đen rất là thông minh này, dũng cảm này, biết đứng lên để bảo vệ chủ nghĩa đấy. Còn các bạn có cảm thấy như thế không? Vậy thì chúng mình hãy cùng nhau học tập bạn dê đen nhé. Còn bây giờ, xin chào.